Thế là nó nhờ một cái người, có một người chơi cùng của nhóm đấy, thế là nhờ các anh ở trên đấy kéo giới xuống. Giới thiệu cho. Mà mình sợ đến mức độ mình chui xuống gầm bàn luôn bạn ạ. Mình nói chơi đi. Okay. Tình đầu của mình là một cái người hơn tuổi. Oh. Mình cái thời điểm mà mình bắt đầu biết thích một người là hồi cấp 2 cơ. Hơi sớm luôn nhỉ? Chết rồi, giống giống nhau luôn rồi. Tức là tất nhiên một ngày rất đẹp trời, tự nhiên mình đang đứng ở hành lang ở ngoài lớp, mình nhìn thấy người ta cái mình đứng hình luôn, mình đứng tim luôn, mà mình không hiểu sao mình cứ nhìn người ta hoài. Đến lúc người ta đi khuất khỏi vào cái chỗ nhà xe là mình cứ đứng nhìn. Xong rồi bọn nó đập mình cái mà phải làm sao đấy. Thì bắt đầu mình mới tỉnh. Đó là cái lần đầu tiên mình vẫn nhớ. Đấy là cái cảm xúc đầu đời. Rất là điện ảnh, rất là điện ảnh. Mặc dù là mình đã xem, mình cũng là người đóng phim, mình cũng đã xem nhiều phim, nhưng mà thực tế là mình đã từng có cái lần như vậy. Thế là mình hiểu được cái bạn diễn mà có cái cùng cái cách diễn đó giống như mình. Bởi vì là không ai thể lệch đi được là cái cảm xúc khi mà nhìn thấy cái người mình thích lần đầu tiên. Đúng rồi. Cai là cũng giống nghĩa luôn, lúc cái người đó cũng là một người hơn Cai đó. Hơn tuổi, một cái bạn đó hơn Cai tới 4 tuổi luôn. Lúc đó Cai học lớp 8 là người ta học lớp 12 rồi đó. Là mình vậy là vẫn cấp 2, đúng rồi, vẫn là cấp 2. Lớp 6 nha. Này ranh hơn, mình đỡ ranh hơn nha mọi người. Nhưng mà Cai thì tại vì không học chung trường cho nên là Cai gặp cái bạn đó là trong quán net. Mình bước vào quán net, xong mình ngồi xuống, mình nhìn qua bên cạnh, mình nói trời, ở đâu mà xinh quá là xinh. Xong rồi rụng, xong mình rụng ngay cái đoạn đó. Đó thì cái nghĩ nó đúng đó, là cái cảm giác mà lần đầu tiên mình biết thích một cái người nào đó, và ngay tại cái lúc đó mình vừa mới đầu dậy thì không cảm xúc rất là nhiều thứ nó đúng rồi, mình chưa hiểu rõ bản thân mình. Mình chưa bao giờ biết là có cảm xúc với người khác là như thế nào. Thì lần đầu tiên mình nhìn thấy cái người đó mình sẽ tim đập. Xong tiếng rồi, luôn. Đúng rồi. Rất là hồi hộp. Mà còn tức là cái là bản thân mình về sau bọn bạn nó biết ấy. Nó biết là mình cứ nhìn cái người đấy hoài, nó biết là mình thích. Thế là nó nhờ một cái người, có một người chơi cùng của nhóm đấy, thế là nhờ các anh ở trên đấy kéo giới xuống. Giới thiệu cho. Mà mình sợ đến mức độ mình chui xuống gầm bàn luôn bạn ạ. Trời ơi, vậy là bạn tại vì bạn không, học cái lúc đó tại vì bạn học lớp 6. Hồi lớp 6. Không, còn mình là lớp 8, mình dạng dĩ hơn rồi, mình nhìn thấy người đó quá xinh, xong rồi mình liếc qua mình tia ngay nick Yahoo. Xong mình về mình add để nói chuyện. Đó, thấy không? Mình lúc mình lớn hơn bạn 2 tuổi. Cho nên là kinh nghiệm của mình nó khác. Chắc là mình phải cảm ơn, thì nó là cái cảm xúc đầu đời mà mình cảm thấy nó rất là hồn nhiên và đáng quý, và đến bây giờ mình vẫn nhớ. Chắc là nghĩ là bây giờ đến về già mình cũng sẽ nhớ, vì là kiểu gì mình cũng sẽ nhớ cái lần mình chui xuống gầm bàn. Ok. Thực ra cái mối tình đầu của Cai thì sau đó là Cai với bạn đó cũng yêu nhau. Tức là đấy là còn yêu nhau. Đúng đây rồi. Là phương nha, đây là mình chỉ là mình thích thôi. Và mình chỉ ở dừng lại mức độ mình thích đó. Sau này là Cai với bạn kia là có yêu nhau cũng được cũng một thời gian vài năm á. Thì nếu như mà bạn đang xem cái này thì hy vọng là bạn sẽ nhớ là mình luôn mong là bạn sống tốt. Và nếu mà bạn nghe nhạc của mình thì mình nghĩ là bạn sẽ thấy đâu đó mình vẫn là cậu bé như vậy. vẫn giống như ngày xưa, vẫn rất là đam mê nhạt nhẽo. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại, thì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương. Okay. Còn đề nghị sắp tới đề nghị sẽ là gì? Thật ra thì bản thân mình cũng chính vì thời điểm này đang rất là khó khăn với mọi người.